Khi mà vớt mấy bé là ai vớt mấy đứa bé về chú? Dạ, tôi bị tại vì nó đi bốn thằng anh em của nó, thì tôi đang ngồi ở trong nhà nè, rồi cái thằng tới 4:30 rồi mấy là nó phát hiện cái thằng thứ ba nó phát hiện, rồi nó kêu nó chạy từ đó qua đi chắc cỡ từ năm 50 mét, có 500 mét có, nó kêu bà ngoại lại ăn cơm đó, nó bà ngoại thì ở bên này cho nó, cuối cùng nó đi cái đường đã dắt đi, nó chết tới 4:30 là chú. Dạ. Dạ, mọi người tôi chạy đi tới thì cái thằng giữa, thằng chết giữa đó, trong ngoài tôi đó, nó thấy lúi cái đầu nhà nè, tôi nhảy xuống kéo cho một thằng cháu ngoại lên, nó bỏ 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 lên bờ, rồi tôi mới là mò cái chân dậy, nó đụng được thằng thứ Đụng tiếp hai, đụng đụng tiếp thằng thứ hai nữa. đụng tiếp thằng thứ hai nữa đâu, cái thằng này tôi giục lên vậy mà tôi kêu kêu bắt cái giỏ cái thằng thứ hai lên, gọi hỏi cái nó đi hồi hồi chiều nó đá banh đi á, là con gái có nó bạn nó đó, con Dạ. gái này kia đó là 6 7 người lận, rồi tôi điện cho qua bên kia nó có thấy thằng Tâm không, nó không thấy, không có thấy, là mấy người này nó la là chắc thằng này nó nằm đi luôn rồi. Bắt đầu tôi kêu cái thằng cháu ruột ở bên đây nè, Dạ. mày dụng nhài đi, tôi xỉu rồi, tôi xỉu rồi, thấy hai đứa rồi tôi xỉu rồi, Chú thấy chú vớt lên được hai đứa là chú xỉu hai rồi. đứa rồi tôi xỉu rồi. Dạ. Rồi con thằng nhỏ út nè, không có thấy nữa, không có thấy, là bắt đầu mày tôi mày là dùm mày vớt mày lặn xuống cái nữa, nó thấy không, nó lặn qua bằng lại mới gặp thằng nhỏ nó nằm ở dưới cái nữa, đem lên thì tôi hết Hết hơi hết được, biết gì rồi. hết biết được rồi. Dạ. Sáng đi bên viện Tâm nó đi, nó mới hỏi mẹ mẹ anh hai đâu rồi, Hai nó hỏi anh hai bữa nay có đi học không, mẹ mới kêu là anh hai đang ở nhà, anh hai không có đi học bạn ơi. Em muốn hỏi gì hết, sợ nó tại vì nó đang hết hồn á anh, đang nhập viện, nó đang còn đang sốt, thì nó mới kể cho em nghe mẹ. Mẹ mẹ anh hai á, gần 5 giờ rồi, anh hai á kêu á, tụi bay ơi qua đây chơi nè, nó hỏi anh hai, con nó kêu anh hai ơi đừng có đi, nó kêu thôi qua đây nè, bơi lội nước đây nè, đây nước này mát lắm. Anh hai nó anh chạy xuống thì tự nhiên nó rơi mất kiếng của anh, rồi mất kiếng rồi nó úp đầu nó xuống, đi nhờ cái thằng trên giữa nó mới kêu, nó nhảy xuống theo, nó kêu để tao đi lượm giùm chó, một thằng trên giữa nó nhảy xuống thì nó mất tích nữa, còn thằng nhỏ nhất nó đứng ở trên bờ á, nó đứng hai anh em nó đang đứng trên bờ, nó thấy hai anh em hai thằng lớn nó nhảy xuống nó mất cội á, nó mới kêu anh hai ơi, anh hai Khang ơi, anh hai Tưng ơi, tao không thấy, cái nó mới kêu Tâm ơi đi về với anh, đi về kêu bà ngoại lại lại kêu anh hai anh ba coi, anh hai Tưng với anh hai Khang coi. Cái thằng nhỏ nhất là thằng Tâm á, nó kêu nó đổ theo đó, nó kêu nó nhảy xuống kêu anh để em cứu anh. Thằng nhỏ nhất nó chạy xuống nó mất tích nữa, cái thằng này còn bản hồn anh, bản hồn nó chạy về. Nó mới kêu người nhà. Dạ, nó chạy về, thằng thứ ba đó quảng hồn quá, nó chạy về, ông ngoại đang ở nhà mà nó không kêu đâu, nó chạy tuốt đi lên cho nhà bà cố kêu bà ngoại đang ở nhà bà cố, nó kêu bà ngoại ơi sao không thấy anh hai xuống hồ mà mất tích, mà anh hai Khang cũng vậy, giờ tới em Tâm cũng vậy, con không biết kêu ai đó, tôi lại kêu bà ngoại đừng đánh con nha. Thưa quý cô chú anh chị, hôm nay vợ chồng Khởi Trần đang ở xã Ngưu Lạc, Duyên Hải, Trà Vinh đó cô chú anh chị, thì đến chia buồn cùng gia đình đó. Nhà có bốn anh em mà cũng có anh em bà con mà đi một buổi chiều đó là đi đi tắm à gì em? Mấy đứa có đi tắm không? Dạ không. Cưng là sao với mấy đứa bé? Dạ cậu cậu ruột. Cậu ruột hả? Nó bị chìm nước đường này nè. Người ta ôm từ thằng lại á, để xếp ở đây nè. Để ship ship ở đây luôn hả cưng? Dạ, để ở ngoài. Từ thằng rồi mấy ông ngoại nói là cháu tao không để ở ngoài, cháu tao dù sao cũng phải đem vô nhà đó, là ông ngoại rất là, lúc đó là em ở Sài Gòn thiệt, nhưng mà ông ngoại nói là cháu tao không có được để ở ngoài, đem vô nhà hết, Dạ. là cháu ruột của ông mà. Dạ rồi mấy người ta đi phụ lại á, ai cũng muốn xỉu luôn, tại Bởi vì vì ba đứa quá trời luôn mà. dạ còn cái thằng mà nó xong á, cái thằng mà nhập viện á, em nói là nó bị như là ma nó đè nó luôn, mặt mũi nó xịn không à, nó chạy lại, nó chạy mà nó không vô nhà,
nó chạy đi tuốt bên kia, tới đường bên kia kìa, nó đi rồi nó nói gì nè, bà ngoại ơi, con nói với bà ngoại, anh Hai Tấn xuống mất, anh Hai Khang xuống là mất, rồi còn thằng em á, con kêu nó lại, nó không chịu lại, cái thằng em thằng nhỏ nhất, thằng 8 tuổi á, nó không chịu lại, nó nói nó nhảy xuống cứu anh nó cái gì đó em cũng không biết nữa. Thằng đó mới nói hồi sáng là nó nói nó nhảy xuống, rồi thằng kia nó nói tao cũng không biết sao bây giờ kêu mẹ mẹ không lại thì tao đi về, mà lúc đó nó té mặt mũi nó là chạy qua đây xịn không hả à? Rồi nó chạy qua kêu bà ngoại, nó nói bà ngoại ơi con nói chuyện này cho bà ngoại nghe, bà ngoại nhớ đừng có quánh con, rồi đừng có chửi anh Hai Khang với anh Tú với anh Tấn với em Tâm nha, con nói bà ngoại nghe. Bà ngoại đừng có chửi con nói bà ngoại nghe, anh con xuống là mất, con kêu hoài không lên, còn cái thằng em á thì con kêu gì theo con không chịu, nó nhảy xuống là đáng lý là. Rồi con thấy em xuống nữa là em không có lên được nữa, con thấy vậy con chạy về luôn. Nhưng mà con cũng có té, con bị uống nước, kêu con chạy về, con nói với bà ngoại vậy, bà ngoại đừng chửi nha. Mới là bà ngoại nghe anh chị, bà ngoại biết là nó bị đuối nước rồi. Bà ngoại chạy về, bà ngoại la làng. Hàng sớm ở đây chạy đi là, anh chị ơi, đi là thấy cái thằng mà nó mập á, nó nổi lên rồi. Cái thằng mập nó nổi lên trước. Rồi cái thằng kế bên á là nó còn ở dưới, bằng ông ngoại xuống ông ngoại mò được, còn cái thằng tám tuổi anh ơi nó nằm ở dưới đáy á, nó chìm sâu dưới ha. Dạ nó chìm sâu mò 4-5 anh em mò không đụng nó luôn, nó ở dưới mà nó sâu mà. Rồi tới lúc đem nó lên á tới đây á, đưa người ta đem đi trạm y tế nữa kìa. Rồi người ta nói cứu hết được rồi mới đem về luôn. Em mời quý cô chú anh chị cùng vô nhà để mà viếng bén cô chú anh chị. Thì mất ngày hôm qua cô chú anh chị 29 tháng 4. Mấy đứa nghỉ ở đâu, ai nghỉ ở đâu? Nó đem đi bên em dân tụi em là nó đem đi thiêu thôi. À thiêu ha, là dạ, thiêu bữa nay, mới thiêu bữa nay luôn. Dạ mới thiêu là hôm qua. À, thiêu hôm qua luôn ha. Dạ, thiêu hôm qua. Nhà còn gạp đây nè cô chú anh chị, thì cũng mới vừa cũng mắc lên thì cũng như trong ngày thiêu luôn ha. Dạ. Thiêu trong ngày luôn, tại vì mấy bé nó còn nhỏ mà. Thì bà con cũng lại chia buồn với gia đình nè cô chú anh chị. Bây giờ thầy Trần đi vô nhà để mà viếng mấy bé. Anh chào cưng. Bà là sao của mấy đứa bé? Là bà ngoại đó. Bà là bà ngoại. Dạ. Nuôi lo hồi nhỏ tới lớn vậy đó. Bà ơi, nhà này là nhà của ai? Nhà của mấy bé hay nhà của bà? Nhà của tôi. Cho con đi làm đi phụ nhau làm được nhà gì nè. Dạ. Nhưng mà con cực là cực vậy con ơi. À, mấy cha mẹ của bé có nhà không bà? Có nhà riêng không? Không. Dạ có. Con mới đẩy hết rồi. Con đẩy không? Của ở trong cơn lần mà. Có mà hư hết rồi ha. Dạ. Tình thương nhà nó biết hết rồi. Dạ. Lại ở đây với bà tôi đó, tôi kêu. À, cũng như là có nhà tình thương nhưng mà đều nó mục hết rồi. Bây giờ là về đây ở với bà. Tôi kêu nó lại ở, giao lại ở thôi. Con cha mẹ còn đi làm. Dạ. Quá trời đau lòng luôn. À, mấy đứa nó về đây về được bao lâu rồi bà, nghe là mới về đây? Không gần 2 năm rồi ạ. 2 năm rồi. Cờ biển mấy à? Năm mấy rồi ạ? Thì cũng gần 2 năm. Mới đi học mới được 1 năm rồi hả? Trọn 1 năm rồi. Ờ. Đó. Mùa gì hả? Mùa dịch đó. Mùa dịch đó tôi sợ quá, tôi kêu trao lợi hết đó. Dịch xong đó, dịch xong cái giãn cách về xong rồi làm gì đi. Dạ. Chị chỉ là sao cô bé? Em là... của ông. Và em họ. Dạ. Cưng là mẹ của bé hả? Dạ, em là mẹ. Còn em bên đây.
Dạ em là bên ba. À rồi bé bà con đó là con của chị cưng. Dạ. Con của chị ha. Hôm nay chị có đây không? Dạ có. Chị nào? Dạ. Là bé hình chiếc giữa là con của chị hả? À, đúng rồi. À, chị ngồi đây đi chị. Dạ, này nó là chị thứ hai đó. À chị là chị thứ hai. Ừ, nó thứ ba. Là à. Nhỏ thứ ba nó mất hai đứa. Nhỏ thứ hai mất một đứa. Là cưng là mất hai đứa con đó. Dạ em mất hai đứa. Là cưng được mấy đứa con? Dạ em bốn đứa. Bốn đứa? Dạ. Ừ. Bốn đứa con cũng có trai có gái hết hả cưng? Dạ con bốn thằng trai. Bốn thằng trai? Dạ. Quá trời đau lòng luôn. À, cái bữa mà mấy đứa cháu nó bị té dưới ao như vậy đó là nó đi làm cái gì mà bị té như vậy giờ cưng? Mấy đứa cháu hả? À, con của cưng nè. Dạ mấy đứa nó ở với bà ngoại nó tự anh em nó dắt nhau đi á, nghe không có đi chơi. Ra cái làm thôi. Người ta dắt đi á. Ừ. À, cái lúc đó là cưng có ở nhà ở đây không? Dạ không, hai chồng em đang làm ở trên Đồng Nai. À là hai vợ chồng đi làm công ty á chảnh hả? Dạ, chồng em đi làm hồ còn em mới vô công ty đây. À. Dạ. Rồi là gửi cháu về đây cho bà ngoại. Dạ. Rồi cho ông bà nuôi. Ừ. Là nó về đây cũng lâu lâu rồi hả cưng ha? Mấy đứa cháu. Dạ. Con của cưng á? Dạ con của em là gửi đây hết luôn bốn đứa. Gửi bốn đứa ở đây hết. Dạ. Rồi cái bé như là bé nào còn nằm bệnh viện là con của dạ, ai? Con của em luôn. Con của cưng luôn ha. Dạ, dạ mất hai đứa, một đứa lớn với là một đứa chính giữa, còn một thằng thứ ba với thằng nhỏ nằm đây nữa. Ừ. Thằng thứ ba nó còn nằm bệnh viện cùng em. Rồi bé lớn của cưng là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bé lớn của em là gần 15 tuổi rồi. À vậy là bé nhỏ cũng khoảng 13 14 tuổi ha. Dạ. Rồi dạ. Rồi con này con của ai đây? Con của em à. Được hai đứa, một cằm nó 12 tuổi chứ một cằm này 2 tuổi mấy. Là con của cưng mắc là 12 tuổi đó chứ có dạ. Cưng có thằng dạ, nhỏ này nữa nhỏ. Cũng gửi cho bà ngoại mới về đây à, nó mới về học kỳ 2 đây à. Còn hồi trước giờ nó học ở Đồng Nai không à. Là cưng cũng đi làm ở Đồng Nai dạ, luôn, mấy dạ, anh em đi làm ở Đồng Nai hết dạ. Mới về học được có 3-4 tháng nay à, nó bị vậy. Đau lòng quá trời. Rồi bà ngoại luôn. Buổi chiều hả cưng là dạ. Buổi chiều là tụi nó chắc cũng mấy đứa cũng mấy anh em cũng đi chơi ha. Dạ, đi vòng vòng sớm nè. Không có đi chơi đâu, tự nhiên là có cái thằng ở nằm viện nó nhớ nó biết nó nói là có người dắt đi. Ừ. Có 5 giờ rồi có người dắt đi, 4 giờ mấy 5 giờ vậy đó. Có người dắt ba anh em đi, bốn anh em đi vậy đó. Rồi cái thằng đó nó không chịu đi, nó nói là thấy anh hai xuống rồi anh hai tới, anh hai Khang xuống rồi cái em xuống, còn con không chịu xuống, con chạy gì kêu ngoại. Nó nói vậy á. Hồi nào giờ là mấy đứa bé là có biết lội không cưng? Không, hồi nào giờ mấy đứa này nó có biết lội đâu, nó ở trong nhà không à. Ừ. Nói chung là hai thằng con của nhỏ em đó, bốn thằng đó là nó cũng ở Đồng Nai cũng mấy năm rồi. Mà tại bà ngoại bị Covid này bà ngoại sợ quá, bà ngoại kêu về đi rồi làm nhà làm gì đi rồi đưa cháu về nhà bà ngoại nuôi. Ừ. Cho Covid ở đó sợ không có tiền gì nữa chết xứ người ta nữa. Ừ. Bà sợ quá bà kêu con gì hết, cháu gì hết đi bà ngoại nuôi cho. Rồi con em thì em không có cho nó gì đâu, em nói là hai đứa à cho nó gì nữa là em nhớ nó. Kệ đi cho bà ngoại nuôi bốn đứa đó thôi. Ừ. Còn em thì em nuôi hai đứa con em. Mà thằng này á, thì anh em nó ở hồi nhỏ tới giờ luôn. Rồi nó quen á, nó quen nhớ bà ngoại á, nó không chịu. Nó đòi gì không ạ? Mới về được 3 tháng nay, 4 tháng gì đó, học kỳ 2 đây nè. Ừ. Mà nó được vậy luôn. Tính ra nó cũng còn học ở Đồng Nai kỳ 1, học hết kỳ 1, có kỳ 2 nó về đó. Ừ. Nó hiền lắm, cô nào thầy nào cũng nói mấy đứa này nó hiền lắm, nó học giỏi rồi hiền nữa mà sao được vậy không hiểu luôn. Rồi cũng như là khi đó mà khi mà mấy đứa con của cưng á khi mà té rồi ai ai thấy mà để cho hay ba em
ông ngoại, cái thằng thằng nhỏ đó nó lại chạy lại là ba em chạy đi là thấy rồi, thấy nó chết rồi, ông ngoại cứu lên. Rồi mấy người hàng xóm cũng đi ở vùng gần đó, em cũng gần gần đó, đang cũng ở trong vùng hai ba người á, mà nó bé nó không biết á. Dạ. Rồi nó không biết kêu á, phải mà nó kêu mấy chú ở ruộng đó gần gần đó, người ta xịt thuốc, người ta giao thân đó thì nó kịp giới kịp phổi. Cái này nó cái địa không biết, nó chạy lại đi nhà mà kêu ngoài. Chạy đâu kịp đâu xa mà cũng 15 phút rồi thằng nhỏ. Thì nó ngay đây ra cái địa đó thì cũng xa chứ không có gần. Dạ. 400 mét. Chạy lời cứu, cứu mà ba bốn hàng xóm chúng ta đi cứu mà cứu không sáng đi bệnh viện thăm nó. Thì nó mới hỏi mẹ mẹ anh hai đâu rồi. Hỏi anh hai bữa nay có đi học không, mẹ mới kêu là này đang ở nhà, anh hai có đi học không ơi. Thì em muốn hỏi gì hết, sợ nó tại vì nó đang hết hồn á anh, đang nhập viện, nó đang còn đang sốt. Thì nó mới kể cho em nghe mẹ, mẹ mẹ anh hai á gần 5 giờ rồi, anh hai á kêu á tụi bay ơi qua đây chơi nè. Nó hỏi anh hai, con kêu anh hai đừng có đi, nó kêu thôi qua đây nè, bơi lội nước đây nè, đây nước này mát lắm. Anh hai nó anh chạy xuống xuống thì tự nhiên nó rơi mất kiến của anh, rơi mất kiến rồi nó úp đầu nó xuống đi nhờ cái thằng trên giữa nó mới kêu, nó nhảy xuống theo nó kêu để tớ nó lượm giùm chó. Một thằng trên giữa nó nhảy xuống thì nó mất tích nữa. Còn thằng nhỏ nhất nó đứng ở trên bờ á, nó đứng hai anh em nó đang đứng trên bờ, nó thấy hai anh em, hai thằng lớn nó nhảy xuống nó mất cội á, nó mới kêu anh hai ơi, anh hai Khang ơi, anh hai Tướng ơi, tao không thấy cái, nó mới kêu Tâm ơi đi về với anh, đi về kêu bà ngoại lại lại kêu anh hai với anh ba coi, anh hai Tướng với anh hai Khang coi. Cái thằng nhỏ nhất là thằng Tâm á, nó kêu nó đổ theo đâu, nó kêu nó nhảy xuống kêu anh để em cứu anh. Thằng nhỏ nhất nó chạy xuống, nó mất tích nữa. Cái thằng này vẫn vãng hồn anh, vãng hồn nó chạy về. Nó mới kêu người nhà. Dạ, nó chạy về, thằng thứ ba đó vãng hồn quá, nó chạy về. Ông ngoại đang ở nhà mà nó không kêu đâu. Nó chạy tuốt đi lên cho nhà bà cố kêu bà ngoại. Bà ngoại đang ở nhà bà cố, nó kêu bà ngoại ơi, sao không thấy anh hai xuống hồ mà mất tích, mà anh hai Khang cũng vậy, giờ tới em Tâm cũng vậy, con không biết kêu ai đó. Con lại kêu bà ngoại đừng đánh con nha. Bà ngoại nghe vậy, bà ngoại vãng hồn, bà ngoại là chạy kêu bà ngoại, ông ngoại đâu kêu tao muốn con em còn lắm hai đứa, em không biết gì nữa, em còn hai đứa. Đừng dặn cố gắng đi cưng. Tội nghiệp tao em, đứa nào nó đến nó ngoan lắm anh à. Thằng nhỏ nhất á, thằng nhỏ nó còn đi chơi, đi xung quanh chơi, ở đi qua nhà kiếm bạn bè đi học chung á anh, ở trên đây nè nó cũng không từng đi cưới đi chơi dưới này nữa. Còn tầm nghĩa thằng lớn nhà em á, sáng dắt xe ra chở anh em đi học, tới giờ thì nó đi đâu em đó, về tới nhà là nó nằm coi tivi suốt à, nó không có đi đâu hết á. Thằng lớn nhà em nó hiền lắm mà sao hôm bữa đó nó dắt em nó đi luôn, em cũng chẳng biết nữa, tự nhiên dắt con em đi hết một lượt á, mà nữa còn cháu em nữa. Nhiều người người ta còn không biết mặt nó, của nó tại nó không đi đâu hết á, tội nghiệp lắm. Cái bé nó còn lại là nó bệnh luôn hả cưng? Dạ, nó đang sốt nằm bên nó sốt luôn. Sợ nhưng quá. Nó sợ rồi nó dạ, nó bị hồn, dạ. Ổi không à? Ổi ổi không ạ? Nó sốt, giờ người ta còn thở oxy nó trên bệnh viện cùng ngang. Sáng nay em lên là em thấy hỏi con đỡ chưa, nó con đỡ rồi mẹ. Thì sáng nay em lên thăm nó đút cháo được nửa chén cháo xong rồi. Em chạy xuống đây làm. Nó hỏi em mấy anh này không à? Nó hỏi hai Tưng đâu rồi, hai Khang. Bây giờ là dạ, ai ở dưới béo ngoài bệnh viện giờ cưng? Dạ em của bà ngoại. Cháu mà. Em nói nhỏ
tôi làm đó, không vậy tôi biết không, tôi làm tới cả tháng trời tôi không có từng thấy mặt bốn đứa này hết trơn. Dạ. Không biết á. Tại vì nó nghe tụi nó cũng ít đi đâu này, sao mà tội nghiệp con em xui khiến gì mà sao mà kỳ vậy không biết luôn. Mẹ ơi con, mẹ ơi con sợ chết lắm. Tôi hồi nó nói với em và mẹ con sợ chết lắm, con muốn chết đâu. Rồi ngày mới bữa sáng mà nó còn sống, nó kêu là mẹ ơi dắt con lên Sài Gòn đi, nó dắt con lên Đồng Nai chỗ mẹ chơi 2 tuần đi. Rồi xong 2 tuần đó mẹ đưa con về học tiếp. Rồi cái em kêu là thôi con ráng học chữ cái mẹ đi, tại vì mình người dân tộc ha. Người cái mẹ con ráng học đi. Rồi tới nữa thì thi chữ cái mẹ, còn mẹ lại rước con lên chơi với mẹ. Nói dắt sáng mà dắt chiều 5 giờ mãi là em nghe con em mất. Trời đi biết gì em lại rước nó đi rồi. Bởi vì cho nên mình đâu có biết trước được cái chuyện gì đâu. Phải như mình biết trước thì mình có một cái, mình đâu có cho bé đi chỗ này chỗ kia. Nó không đi nó sợ lắm. Nó không dám, tối vậy nó không dám đi ra, nó sợ ma lắm á. Cái đứa này mà sao mà được dắt này, nó còn chơi vậy mà được người ta dắt đi không hay. Không biết luôn, mà đi chỗ đó nó đâu có từng đi đó nữa. Hồi trước giờ là cũng như hai đứa cưng ở riêng với ba mẹ. Dạ, dạ. Hai vợ chồng cưng á. Dạ. Là ở riêng với ba mẹ cách đây xa không? Dạ cũng hơn cây. Hơn cây số. Dạ. Mình có đất có ruộng không cưng? Dạ không. Không có đất không. Dạ. Có ruộng, rồi đi làm ở Bình Dương. Đi ở Đồng Nai, Đồng Nai. Dạ. Là mình đi làm ở chảnh là cũng nhiều năm rồi hả? Dạ em cũng làm cũng nhiều năm rồi. Anh nghe bà con nói là cũng như là mình có cái nhà gì, cái nhà giống như cái nhà tình thương mà lâu rồi cưng không ở thì nó phải hư rồi ha. Dạ, dạ. Nhưng mà hiện giờ đất thì cưng cũng có nền nhà đó, cũng không. Còn nền nhà không? Nó cũng là đất đó là của ông nội, nói chung là để dành cho mấy nhỏ, mấy chú có, ông có cho em chú biết nữa. À vậy đó ha. Dạ. Thì chưa có sổ với chú gì em đâu biết. Giờ mình đi làm ở chảnh thì mình ở trọ, mà khi mà về thì ở nhà mẹ ở đây. Dạ. Chứ mình ở nhà chứ mình cũng chưa có cái nhà ha. Thưa cô chú anh chị, đây là ông ngoại của mấy đứa bé đó cô chú anh chị. Khi mà vớt mấy bé là ai vớt mấy đứa bé giờ chú? Dạ tôi bị, tại vì nó đi 4 thằng anh em của nó. Thì tôi đang ngồi ở trong nhà nè. Rồi cái thằng tới 4 giờ rưỡi rồi mấy là nó phát hiện cái thằng thứ ba á. Nó phát hiện rồi nó kêu, nó chạy từ đó qua đi chắc cỡ từ 50 mét, có 500 mét có. Nó kêu bà ngoại lại ăn cơm. Đó, nó bà ngoại thì ở bên này cho nó, cuối cùng nó đi cái đường này. Cái đường này, cái đường cái người ta dắt đi, nó chết tới 4 giờ rưỡi là chú. Dạ. Dạ, rồi tôi chạy đi tới thì cái thằng chết giữa đó, trong ngoài tôi đó. Nó thấy lúa cái đầu vậy nè. Rồi tôi thấy nó lên cái đầu vậy nè, tôi nhảy xuống kéo cho một thằng cháu ngoại lên, nó bỏ lên bờ. Rồi tôi mới là mỏ cái chân vậy, nó đụng được thằng thứ đụng, hai đụng tiếp thằng thứ hai nữa, đụng tiếp thằng thứ hai nữa đâu. Cái thằng này tôi giục lên vậy mà tôi kêu bắt cái giỏ cái thằng thứ hai lên, gọi hỏi cái nó đi hồi chiều nó đá banh đi á, là con gái có nó bạn nó đó. Dạ. Gái này kia đó là sao mấy người lặng. Rồi tôi điện cho qua kia, nó có thấy thằng Tâm không? Nó không thấy. Không có thấy là mấy người này nó la là chắc thằng này nó nằm đi luôn rồi. Bắt đầu tôi kêu cái thằng cháu ruột ở bên đây nè. Dạ. Mày dụng nhài đi, tôi xỉu rồi. Thì hai đứa rồi, tôi xỉu rồi. Chú thấy chú vớt lên được hai đứa là chú xỉu rồi. Hai đứa rồi, tôi xỉu rồi. Dạ. Rồi con thằng nhỏ Út nè. Không có thấy nữa. Không có thấy là bắt đầu mày tôi mày là dùm mày vớt mày lặn xuống cái nữa, nó thấy không, nó lặn qua bằng lại mới gặp thằng nhỏ nó nằm ở dưới cái nữa đem lên. Thì tôi hết biết gì rồi, hết biết được rồi. Dạ. Hết biết được gì rồi là trái đây là chắc vật, nếu mưa râm râm vậy nè, râm râm vậy nè, mưa râm râm vậy đấy hả chú? Dạ, ha. Dạ. Nếu mà nói nhà bà ngoại thì bà ngoại ở bên đây chắc khoảng chừng 200 mét, mà sao nó không có đi đường đó mà nó đi đường này là chú đi thi là tôi còn dắt không có dám đi nữa đó.
nó vậy đó. Cái đường vắng ha chú ha. Không phải vắng mà nó thấy nó sợ liền. Dạ. Dạ mà nó đi bung đứa anh em nó là tôi mà thấy là hết nói luôn trong ngoài tôi. Bốn đứa trong ngoài. Mà một thằng là chạy qua đây á, sao mày chạy gì? Nó hết nói đâu có được nó nữa. Nó nói không được, lúc hết đó là rồi. Nó quýnh hết trơn rồi. Dạ, mà nó chạy đâu có được nữa. Nó cứ đi chỗ nào? Ở bên đây cũng có nước, con đi cũng có nước, biết chỗ nào đâu. Tôi thấy lại chứ. Thấy cái đầu cái thằng con nhỏ thứ hai á. Nó nổi lên, nó lú cái chớp lên, lú cái chớp lên. Ụp lên, kéo không nổi, nó nặng lắm, nó khoảng chừng... Năm mấy ký không chú? Năm mấy ký, gần 60 ký á. Dạ. Kéo hết nổi, chỗ nước mà. Nó trơm nữa, nó trơm lằn, kêu không nổi. Bắt đầu chú này nó đụng cái nữa. Đụng cái thằng thứ hai nhỏ, con thứ ba. Kéo cái nữa, rồi chú điện qua bên chỗ mấy đứa chơi á. Có thấy Tâm không? Không có thấy đâu, con ta ở nhà hết. Chỗ này hết rồi. Nó lặn, cái thằng cháu ruột bên đây nó lặn hai lần. Đụng nữa, lên nữa, tôi xịu luôn. Chạy hết được. Bà đưa cháu ruột mà. Hết được luôn. Từ đó tới giờ là không biết sao. Dạ. Kể gắng làm đâm phước cho cháu này. Dạ. Mà không có từng thấy. Cô là sao của mấy bé? Dạ, dì của mẹ nó. Dạ, dì ruột của mẹ dì của mấy bé đây ha. Họ. Dạ. Rồi thấy nhà nó là ở Bến Xúc Ớt, nhà nó dột đất hết rồi đó. Ông ngoại, ông nội nó có trong miền đất, mà nhà nó không có tiền làm, nhà nước làm nhà dùm cho. Rồi tiếp sau nó để được cái bốn đứa nó khổ quá. Mấy tiền bạc nó không có tiền lo nhà cửa đó. Mới nó lên làm, mới nó gửi ông già bà già đó giữ giùm con cho nó. Rồi nó đi làm với chồng, mới thấy vậy bà nói không ấy con qua đây ở với mẹ đi, mẹ nuôi giùm cho. Mới nó nói vậy nhà nó khổ rồi, nhà cái nát hết rồi á. Nó tính đi cái cột đó là tính đi mình để xuống đi, đừng có cho mưa gió gì nó ngã cũng khó vậy đó. Nó chưa được đi làm, nó qua nhà ở nhà mẹ nó gì đó. Ở rồi tới gửi con cho mẹ nó, rồi nó đi làm hay chồng làm hồ á, làm có khi tháng mưa thì không có làm được, cái tháng năng mới làm được nè. Nó cũng nó khổ, hoàn cảnh nó khổ lắm đó. Hai đứa này thì con tới bốn đứa là mà. Yeah. Mình một hai đứa mình còn khổ còn hơn đó nữa, thế nó bốn đứa nó khổ dữ lắm luôn á. Yeah. Từ thằng tính tấn là con trai, là thứ hai là con đó, nó thì nó thằng đó nó ngoan quá trời ngoan luôn, không có đi đâu. Sao nhà giữ em cho bà ngoại làm này làm kia, bà ngoại thấy con làm được cái nào con làm phụ bà ngoại, lau nhà lau gì con làm được thì con làm phụ bà ngoại, cái nào làm không được thì bà ngoại làm, giặt đầu thì bà ngoại để giặt cho con đem phơi. Nó biết làm, nó ngoan lắm. Trong gia đình này mấy đứa hai ba đứa này nó ngoan hết, không có đứa nào mà nó giữ hôn hờ với người ta chồng xóm đâu. Có khi nó không em biết, nó cũng hỏi mấy bà đi đâu vậy đâu. Khi mấy bà nào biết thì trả lời, mấy bà nào không có rành rẽ thì mấy bà không có trả lời. Hai vợ chồng này không có ai khổ bằng hai vợ chồng này đâu. Thiệt cả cái làng này hai vợ chồng cái khổ nhất, tại nó không nhiều. Quá đau lòng của chú anh chị ơi. Sự việc là chấn động Trà Vinh luôn á. À, em mời bà con mình cùng Khải Trần đi ra chỗ hiện trường của cô chú anh chị, đi ra chỗ hiện trường chỗ mấy đứa bé té đó.